Tôi tên là Nguyễn Hữu Cầu, 85 tuổi, quê quán ở thôn Đức An, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngày xưa học nó cũng khá một chút, thì sau này người ta trưng dụng thì đi dạy nghề, dạy cái trường thủy sản của Thái Bình. Thế sau đó thì đến năm 68 tôi đi bộ đội. Đầu tiên đi học lái xe, xong rồi thì người ta Bộ Tư lệnh 559 thì người ta ra người ta chọn để đi học phá bom từ trường. Thế sau đó đi học phá bom từ trường xong ấy, thì lúc đấy cái xe phá bom từ trường của Liên Xô, lúc ấy còn Liên Xô, thì chưa viện trợ sang. Thế là mới đưa chúng tôi về cái tổng kho 102 của Bộ Quốc phòng. Thế sau nó về đấy một thời gian công tác, thì sau đó là cục quản lý xe máy cho tôi đi học lớp cái chính trị viên đại đội. Thế sau đó học xong thì giữ lại tôi làm cái công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của cục. Thế sau đó này về phòng chính trị cục quản lý xe máy cho đến khi nghỉ hưu. Con được biết là ông bị bệnh gút đã lâu. Chính xác là ông bị từ năm nào và lúc đó thì ông có những triệu chứng gì ạ? Cách đây khoảng 5-6 năm thì tự nhiên cái khu mắt cá chân thì tay của tôi là tự nhiên nó sưng đau, sưng đỏ, đau. Đau đến nỗi mà không thể đi được nữa. Thế là con nó trở xuống cái bệnh viện đa khoa tỉnh khám thì bác sĩ bảo ông bị gút rồi. Thế là cho đi xét nghiệm thì lúc bấy giờ acid uric của ông là gần 600. Họ bảo ở đấy điều trị. Thế nhưng mà tôi thì tôi bảo là thôi, nhà không có người. Cái thứ hai nữa là cái bệnh gút thì nó cũng là trường kỳ. Cho nên là tôi cứ cho tôi thuốc và cho tôi cái đơn thuốc về tôi mua tôi tự điều trị. Thì đầu tiên nên là tôi uống cái cortisin. Thì sau một thời gian thì tôi thấy cái cortisin ấy thì là nó giảm đau nhanh, khoảng 40 giờ là có thể nó giảm đau mà có thể đi lại, khắc phục khó khăn để đi lại thì được. Thế nhưng mà sau một thời gian ấy thì nó lại đau lại, được khoảng nửa tháng, đến một tháng thì nó lại đau lại. Thế thì tôi lại vẫn cứ uống cái thuốc đó. Nhưng sau đó thì mình có một cái nhận xét là cái cortisin ấy thì nó giảm đau nhanh, nhưng mà nó lại không thải được cái acid uric ra, cho nên là nó vẫn cứ bệnh, nó vẫn cứ tái phát. Bác sĩ mới nói với tôi là cũng không nên uống cái đó nhiều, nó ảnh hưởng đến gan, rồi thì đến dạ dày, cái tác dụng phụ của nó nhiều, phải giảm bớt cái uống cái đó đi thì tôi không uống nữa. Tôi thì tôi hiểu là cái bệnh gút chủ yếu là nó phải đào thải được cái acid uric thì nó mới không bị đỡ bị đau và nó không cục chân cục tay lên như mọi người. Thì tôi mới xuống chuyển sang cái thảo dược của Việt Nam, cũng có cái tác dụng là giảm đau, nhưng mà cái giảm đau nó chậm, mà cái đào thải acid uric nó cũng chậm. Những lần đi khám thì acid uric vẫn còn cao, cứ 15, 20 ngày, 30 ngày thì nó lại đau một lần. Cái đau gút thì nó đau dữ dội, đau không đi được mà nó đau dữ dội, chứ không như là cái bệnh khác, nó đau dữ dội mà đi không đi được nữa. Thế thí dụ như đi là tôi cứ phải vịn, thí dụ ở cái giường này dậy một cái là phải vịn cái này mới đi được, xong ra ngoài cửa thì lại vịn tường, đi đâu đó thì phải tức là cứ phải bám lấy tường mà đi thôi, chứ còn thì không thể bỏ tay ra được. Đấy, nó đau dữ dội, đau nó buốt mà nó khó chịu lắm. Khi nó đau thì tôi cứ đặt cái chân ở dưới, thế là gác cái chân lên đấy để cho nó đỡ đi. Đấy, nhưng mà nó cũng vẫn đau, nhưng mà nó cũng giảm đi được một phần. Để cái chân lên cao thì nó cũng đỡ được đi một tí. Dạ vâng, từ lúc bị bệnh gút, chế độ ăn uống của ông như thế nào? Ông có cần phải kiêng khem nhiều lắm không ạ? Khi mà khám acid uric cao mà đi xuống điều trị ở sáng khám ở bệnh viện ấy, thì là bác sĩ thông báo là bị gút. Thế rồi thì cũng nói là kiêng khẽ về ăn uống ấy thì nó giảm cái lượng đạm đi. Ví dụ như là thịt gà hay là cá, rồi thịt chó, rồi các thứ này khác này,
coi như thịt chó thì không ăn. Thế nhưng mà thế còn các cái loại khác thì cũng vẫn ăn, nhưng mà chỉ ăn ít thôi. Rượu bia thì không uống, rượu nguyên thì tuyệt nhiên là không uống. Dạ vâng, bệnh gút gây ra những cái đau đớn như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của ông ạ? Nói chung là khi nó đau như thế thì mình phải ngừng các công việc ở ngoài vườn, ngoài các thứ nào. Rồi thì các kể cả các công việc làm của nhà mình cũng phải nghỉ ngơi, không làm được. Những lúc đau thế thì không làm được, chỉ có nằm nghỉ ngơi thuốc men thôi. Dạ vâng, con thấy bây giờ bệnh gút của ông đang được kiểm soát rất là tốt. Không biết ông có bí quyết gì, ông có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Thế sau đó thì có tình cờ có một hôm tôi mở vô tuyến, thì xem trên vô tuyến thì thấy đang bác sĩ đang giới thiệu cái bùi gút. Thế thì tôi thấy cái số điện thoại ở trên tư vấn ở trên nên là tôi bấm luôn. Thì ở trên ấy tư vấn cho tôi là cái cơ chế đào thải axit folic thì cái bùi gút là cái tốt nhất. Từ đấy thì tôi chuyển thành uống cái bùi gút. Từ đầu tôi cũng chỉ uống qua 2 viên lần ngày, 4 viên. Thế uống cái bùi gút thì sau một thời gian thì tôi thấy là bệnh nó giảm. Bệnh giảm mạnh. Thế thì từ cái lúc mà tôi đi xét nghiệm là 530. Chỉ số nó báo là 530. Thế nhưng mà khi uống được 2 tháng tôi đi xét nghiệm lại thì nó còn có 271. Thế là tôi cũng uống 4 tháng. Uống 4 tháng cái bùi gút thì suốt từ bấy giờ nó không đau nữa, không sưng, không đau. Có một số người là cũng bị, công ấy thì uống những cái thuốc khác. Thì tất cả hiện nay là công ấy, ngón chân, ngón tay, thế rồi thì là mắt cá chân, rất là bây giờ nó cục hết. Thế nhưng mà tôi thì riêng tôi là không có bị cục đâu cả, nó vẫn phẳng lì, không có cục đâu hết. Thế đấy là cái hiệu quả của cái bùi gút thì thấy rõ thế. Dạ vâng, bây giờ con thấy là ông không có bị đau nữa và axit uric máu thì đã về an toàn. Thì chế độ ăn uống sinh hoạt của ông có thay đổi như thế nào ạ? Thì uống bùi gút nó đã đỡ rồi. Thì tôi cái ăn các thứ thì tôi vẫn kiêng khem, nhưng mà nó có mức độ thôi. Tức là so với cái lúc đau thì mình phải, lúc mà bệnh gút nó phát triển, nó đang đau đớn thì phải kiêng triệt để rồi. Thế nhưng mà cái sau đó nó đỡ rồi thì là tôi cũng ăn nó cũng tăng thêm một chút, ví dụ như bữa một vài miếng thịt hay là cá hay là cái gì đấy thì cũng thoải mái hơn. Khi nó đỡ đi rồi thì cũng này, ví dụ quét nhà quét cửa rồi thì dọn vườn dọn viết các thứ. Nhưng mà tôi có một điều là tôi gãy cái tay bên trái này cho nên bây giờ nó rất yếu, cho nên chỉ làm cái gì một tay này thì được, ví dụ tưới rau tưới viết là quét dọn các thứ thì làm được, hay là phơi quần áo kia thì làm được. Dạ vâng, dùng bùi gút đã một thời gian dài, ông có nhận thấy tác dụng phụ gì không ạ? Cái bùi gút này tôi thì không bị tác dụng phụ. Nói chung từ cái kinh nghiệm của bản thân chữa gút thì tôi rút ra một cái kết luận. Thứ nhất là ăn uống là phải biết kiêng khem, có chừng mực, không nên ăn xô bò nhiều mà thì nó nhanh tái phát. Thứ hai là phải điều trị liên tục, bởi vì tôi nghĩ rằng cái bệnh gút nó là bệnh mãn tính nhỉ, thế cho nên mình cứ bỏ một thời gian sơ sảnh là nó lại tái phát ngay. Thế cho nên phải duy trì cái thuốc men để cho nó ổn định cái bệnh của mình. Cái thứ ba, cái người sử dụng thuốc cũng phải biết được rằng là mình thích hợp với cái loại thuốc nào để mà điều trị. Thì tôi quá trình điều trị thì tôi rút ra ba cái kinh nghiệm. Thế tôi ở đâu xung quanh tôi đã giới thiệu cũng có một người ở ngay đây rồi cũng uống bùi gút. Ông ấy mới uống được khoảng 4-5 ngày, ông ấy bảo tôi là bùi gút uống tốt, nó hơn các cái thuốc khác. Đấy, thì ông ấy cũng nhận xét như thế. Con cảm ơn lời chia sẻ của ông ạ. Con chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.